có một điểm cảng HRX thay đổi một xíu, nó nằm ở trên cái đế của M7M. Không biết anh em nhìn có thấy phát hiện ra điều gì không? Đây, cái điều thay đổi đây, cái logo GV nổi này á, trước nó sẽ là màu bạc, mà bây giờ nó sẽ matte chrome nha, nhìn là rất bóng. Đó, nhìn là rất bóng luôn anh em ha. Đây một điểm thay đổi của đế HRX. Còn vị trí bắt thì vẫn giống như nhau, 4 điểm bắt ở dưới gầm. Rồi, đèn led. Rồi, hàng đã có tại bố già, anh em nào cần có thể liên hệ với bố già. Rồi, xin chào mọi người.